Let's go. Trời má, tấm Star Game mà nó không có giới thiệu cả World War chơi luôn. The Crower này. Ê, tôi biết cái game này nè. Crower như Mary biết không nhỉ? Crower như cái game gì mà nó chui chui đâu dưới hầm gì á. Ừ. Thôi có con quỷ nó dí hay sao? The Crower thì chắc trung hãng hay sao, có trung hãng không? Trời ơi má ơi, cha nội nào đây, nhìn thì không giống tôi anh em ạ. Cái khuôn mặt như vậy là giống như là người ta copy ở ngoài đời vô ấy nha, giống như là copy vào ấy, người ta đổi bánh rồi à. Nó à, này này có dí không anh, nhìn quen quen không biết, chơi chơi hết mới biết được em, thường mấy cái game kiểu vậy là phải chơi hết mới biết được. Sắp tới Chula hát là sẽ ra lại cái game The Bath House này, đồ họa đẹp hơn, chất lượng hơn, rồi cái cuốn hơn nha, nên đang trong đấy, có thể là nay mai trong tháng 7 thôi, với Fear to Phantom. Này Alex, chuẩn bị cho cuộc hái nấm hôm nay chưa? Hello, gì ta? Hey Bob, tôi chưa chuẩn bị, tôi sẽ lấy những gì cần thiết sau khi chúng ta nói chuyện. Đừng lo lắng, hãy chắc chắn rằng bạn đã mang đủ đồ, đèn pin, ba lô, thuốc ngủ và bánh khoai tây. Được rồi, tôi chuẩn bị đây. Mấy này clip sớm ghê, trời ơi. Trời ơi, tại vì sao? Nóc nhà và con tôi về quê rồi. Nhá. Vợ con về quê mới rồi. Chris, tuyệt vời. Khi một khi anh chuẩn bị, chúng ta sẽ lên xe và bắt đầu phiêu lưu. Nhanh tranh thủ đi, chúng ta có 2 tuần để hưởng thụ đấy nha. Là có 2 tuần để gọi là hưởng thụ đấy, anh em cố gắng thưởng thức đi nha. Nói chứ cho dù thế là có đi không đi sẽ cố gắng lại sớm mọi người nha, có đi không đi sẽ cố gắng lại sớm. Rồi giờ mình sẽ lấy những món đồ cần thiết đúng không? Ừ. Chúng ta sẽ đi lấy những món đồ cần thiết. Hồi nãy nói là đèn pin, ba lô gì nữa. Nó không có hiển thị cái tên nhiệm vụ à, sao mình biết nhỉ? À, đèn pin, ba lô. Trời má ơi, không kiếm đồ mà lấy visa. Rồi xong, cái đèn pin. Rồi giờ lấy cái ba lô nữa đúng không? Lấy cái ba lô nữa. Không được, tôi bấm cái này đã ra ngoài màn hình luôn á. Ba lô, đúng rồi. Rồi gì nữa? Lấy ba lô là gì nữa? Kẻ pin, ba lô. Đồ hái nấm à, thử coi. Hơi này coi. Đèn pin ba lô. Nó không chuẩn bị gì bắt tôi làm như như mọi vậy mọi người, mắt mình làm như mọi luôn á. Cái gì tôi cần phải nhặt nó đi à? Hello à, lấy theo đúng rồi, lấy đồ ăn đủ chưa, hình như đủ rồi đấy, hình như là lấy đủ rồi, còn ở đâu tôi có dụng cụ đào xới gì chứ. Đó. Cô có something nè. Hồi nãy nó nói sao mọi người? Ba lô rồi gì nữa? À, nếu mà đi phải mang theo kem đánh răng chứ không? Rồi phải chờ đậu luôn. Tự nhiên cái nó nói lấy cái gì tôi quên rồi. Cầm máy máy xay theo à? Hay cầm radio? À đây, đủ. Đúng đâu rồi, ok. Đi. Đi.
Ngày 17 tháng 11 năm 2021, 6 giờ rưỡi, 6 rưỡi sáng. Trời ơi má, coi thiết kế rồi mọi người. Alex và Bob đang trên đường để công cuộc hai gì ta, hai nắm là sao, Mario à. Bọn họ đã sao ta, đi lục soát hết các khu rừng rồi. Xong, hello chú, xin lỗi, chú có phải là người dân địa phương đây không? Tôi là Alex. Tất nhiên rồi, anh có phải là người tìm kiếm hay nắm không? Vâng, tôi nghe nói gì ta? Tôi nghe nói anh là người mà nói về việc về cái nấm hiếm trong khu rừng này à, tức là việc mình để xăm cái nấm hiếm đó mọi người. Tôi biết pha dắt vào trong cái khu rừng ở cái gì, tôi gọi tôi là Shadow Tracker, là giống như là dò tẹp trong bóng đêm hay đó à. Nghe nghe mắc tè quá đây ta. Tôi đã làm việc này rất nhiều năm rồi, tìm kiếm rất nhiều loại quý hiếm, ý là săn rất là nhiều cái loại quý hiếm ấy. Và cái nấm mà bạn tìm đó là morning mushroom. Dạ, tôi sẵn sàng rồi. Nãy được chưa? Rồi sao? Ê, ê đi nè, chúng ta tốt nhất quay lên quay lại, nơi này quá mạo hiểm. Tôi có cảm giác không tốt, nó không an toàn. Về đi, thôi về 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 mẹ đi nha. Thế bác cứ đi vô đây chị à? Fuck, mẹ hết hồn, anh làm cái gì ở đây vậy? You scare đấy ông nội mẹ ơi, em làm tôi sợ đấy, má em làm sợ thiệt luôn mọi người. Mẹ em nội em rảnh ghê á, ở đâu đây từ từ ra không được đâu, cứ phải lao vô vậy cho tao sợ mới được á. Nhóc cũng nên ở đây, anh nghe ta đi, khu rừng này nguy hiểm, đừng vào trong. Cảm ơn cảnh báo nhưng tôi đã có kế hoạch cho chuyến đi này rồi, thì ổn thôi. Nhóc không hiểu sao nơi đây rất là nguy hiểm, hứa với ta là hãy tránh xa khỏi này sau khi trời tối. Ok, tức là trời tối là mình phải rời khỏi khu rừng này mọi người. Và ông thợ săn dẫn chúng tôi đi vào trung tâm của khu rừng. 8:45 đấy, tôi nên nói với họ và hơi giúp gì. Rồi giờ mình đi săn nấm đúng không? Chúng ta có vài vấn đề, chúng ta đã quên cái gì ta, quên mang thịt là kem. Ok, nó không ổn rồi. Tôi đã nói với thợ săn rồi, họ sẽ đưa chúng ta cái bẫy thú để sử dụng. Trước tiên là chúng ta phải đi nhặt cái nấm hiếm đó đã, và nó sẽ xuất hiện gần sáng after sau khi mà xét cái bẫy. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn của bạn của chúng ta đúng không? Khi chúng ta có cái nấm và cái bẫy à, đây mở đây à, thu thập gỗ à, hả làm gì thấy lấy gỗ làm gì? Rồi sao nữa, thế gõ làm gì à, như phải lấy đến 11 miếng hay sao á, xây cái chòi á. Trời ơi má, đi vô sang nắm thôi mà xây chòi luôn á, không tin được rồi. Chúng ta không tin được chúng ta đã làm như vậy. Ui.
Được chưa? Ê, rồi. Đồ. Không đùa được mọi người ạ. À. Hello. Chỉ một chút thôi là chúng ta xây được cái chòi rồi. Cái bàn thanh gỗ thôi nha. Rồi, lắp luôn. Rồi xong, chúng ta có nhà mới luôn. Và xuất sắc. Xuất sắc ở mặt trời nha. Rồi sao nữa? Chúng ta làm gì? Rồi đi nhặt nấm à. À yeah. Trời ơi. Game đúng ảo ma thì chứ. Có hộ manh có. Rồi nãy mới bị jump scare. Nãy mới bị jump scare đó mọi người. Có cái vòng. Có cái vòng. Cái vòng trắng à. À. Từ từ để tôi quan sát coi. Vòng trắng nắm ở dưới đất chứ đúng không? Nãy giờ có thấy vòng trắng là chưa, giờ chưa tới. Thấy hả? Vô cái vòng mới có nắm. À không, ý là anh chưa thấy cái vòng đâu em. Vòng mà chưa thấy mà thấy thấy nó bí bí à. Vòng nào nhỉ? Nó thúc thích vòng nào hết. Tảng đá à? Hả? À, ở đâu? Đây à? Trời ơi, quần què gì mà... À, đây 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 đây. Cũng quá mọi người ạ. À. Rồi. Sao mà nó ảo ma thế không biết nè. Trời ơi, ít ra phải dây mũi tên đồ cho nó dễ tìm. Rồi đây nắm nguy hiểm hả mọi người. Sao thấy nó hái đơn giản nha. Loại mà quý hiếm là thường đâu có dễ mà hái gì được. Không biết tin thì mắt mình chúng ta lại hái được cái nắm ấy. Nắm mà loại hiếm ấy nha. Rồi. Xong. Đủ bộ. Về. Ok ok ok. Ừ. Thế là tôi nên làm cái bẫy trước khi trời tối. Tốt nhất là làm cho xong khi vẫn còn sáng. À, làm cái bẫy ha. Thế là cái bẫy đúng không? Hello. Xin chào. Trời ơi, ở đâu ra rau củ ngon vậy trời. Trời ơi, thèm ghê. Bây giờ là cái bẫy thôi. Má, thiết kế mặt này nó tù tù á mọi người. Lấy chai nước rồi đi thẳng. À. Ồ. Oh. Chết mẹ là nó ăn luôn rồi. Từ từ. À, kìa, tôi thấy tôi thấy cái dần sáng kìa mọi người. Đây rồi. Enter Trap Zone. Ở đâu có rắn gấu hay vậy? Có đâu có. Ủa ai kìa? Ông nội nào mới núp vậy? Thằng nào? Tôi mới thấy thằng nào á. Trời ơi má ơi, mày gian bẫy gấu tôi mà làm quá à. Trời sắp tối rồi, nhanh lên, come on baby. Sắp tối tới nơi rồi. Rồi ôi. Gian bẫy thôi mà, nó có gì đâu mà to té. To thế nhỉ. Được chưa? Trời gần tối rồi. Mới coi game hôm qua hả? À, ừ. Hôm qua
cái ông Hasno chơi mà. Với mấy ông nước ngoài nữa, thấy mấy ông chơi nên tôi hùa theo nha. Rồi. Rồi, ok mọi người. Còn này còn chỗ nào nữa nhỉ? Hình như là còn hai chỗ để lắp. Tại sao không lắp gần gần chỗ mình ngủ mà đi lắp xa dữ vậy? Đúng không? Ví dụ mình phải lắp chỗ nào mà gần gần cái chỗ của mình đang 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 ở ấy. Để cho nó an toàn chứ mà lắp của một người xa đấy. Ừ. Để coi. Sắp cái 7 lần nữa ở đây rồi, ok mọi người. Trời ơi gì mà tối dữ vậy, cái gì mà enter the shelter when setup, tôi nên gặp họ để ăn tối à. Ăn tối à? Hello, này Alex, tôi vừa mới nấu một tô mì à, tôi có bỏ một chút gia vị từ khu rừng à, thật sao thật là tuyệt vời. Anh đã tìm thấy gì rồi? Tôi đã tìm thấy gì ta, giống như là cái gì vậy? Thôi mình cứ tạm thời là kiếm được mấy món đồ đi ha, mà chúng ta nên bỏ nó vào làm gia vị cho mi à. Ok đấy, còn ăn chưa, ăn đi. Trời ơi mẹ ơi, chú ăn to thế. Alex grab some dinner you smell there. À tức là hãy ăn đi, có vẻ ngon đấy. Ăn gì mà tận hưởng thế trời, chúng ta đang ở trong rừng. Bạn của cậu nấu đỉnh của chớp à. Ok, giữa cái khu rừng như thế này. Ok vậy rồi đó, mì tôi đâu à, à đây là đây à, má mì kìa mọi người, nhìn tô mì coi như là không còn ý kiến nha. Món mì thật là ngon, bóp là rất tuyền. Giữa cái khu rừng như thế này là lúc đi ngủ. Đây đi ngủ cậu ơi, cái game đơn giản cắm trại simulator mọi người, giống như kiểu rồi Alex nature calling, tiếng gọi hoang dã, tôi cần phải đi đái thôi. Tại sao chứ mẹ, game thực tế vậy sao, cái gì vậy? Mấy âm thanh này là như thế nào vậy mọi người? Đến lúc phải đi tè rồi. Sao ý là tôi thấy nha mọi người, tè hơi đứng mẹ trên tè đi. Trời ơi, chứ còn phải đi xuống nữa. Nó tè, tè ở trên luôn. Trên tè xuống cũng được vậy. Ai vậy? Ai đó? Ôi, thôi thôi, về, 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 về. Ngủ thôi. Này nhanh, tôi sợ sợ rồi mọi người, thấy sợ sợ rồi. Về ngủ, ngủ chưa? Vậy sao mình ngủ đi, sao tôi hết cho lên giường được, hết lên giường được nha. À được rồi, 8 giờ sáng, tưởng đâu tới đó đi đái xong cái bị ngủm. Đến lúc hái nấm rồi, kiểm tra cái bẫy coi. Trời ơi người ta dãy trơn rồi, anh có thấy bóp ở đây không? Không, anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng để tìm một chút đồ. Ok, hy vọng anh ấy sẽ quay về sớm. Chắc là không rồi đấy, tự nhiên sáng mà không thấy anh ấy là khả năng cao là mất tích đó mọi người. Khả năng cao là mất tích nha. Rồi rồi rồi, vô. Ủa anh đi đi coi cái kia chứ, lộn rồi.
Thôi kệ, cứ hát trước đi. Rồi, mời vào. Mời. Mời vào, mời vào, về, về đội của tôi nha. Rồi. Đây. Đây. Lên. Ok. Ok mọi người. Thế mà cũng phải làm được. Tôi nên kiểm tra cái bẫy trước khi trời tối. À. Mình đang phải kiểm trước rồi được rồi. Rồi, để xem. À, như bắt thỏ gì? Xem có thỏ không? À, như bắt con thỏ làm thịt để ăn đấy mọi người. Mà tôi biết rồi. Trời, tội nghiệp nha. Mày nhìn, ôi cái bẫy cỡ vậy mà không chết à? Cái bẫy cỡ vậy mà không chết à mọi người? Ngày mấy vẫn còn rất là tỉnh nha, vẫn còn rất nhăn răng một cái mạnh. Hình như còn một con nữa đây. Ok, đã xong. Nghe em tối thấy anh thì không, trời tối mà em, ý là trời tối nên nó mới bậy ấy nha. Rồi ok mọi người đi thôi. Tôi sẽ đưa con thỏ này cho bóp. Anh ấy cần làm mần chút thịt để ăn. À, này bóp. Tôi bắt con thỏ này. Có thể anh sẽ cần giúp ăn đấy. Thỏ à, đưa cho tôi. Trời ơi, em cầm con thỏ em cầm có bông gì á. Rồi sao nữa? Làm gì? Tôi làm gì? Ăn mì à? Rồi. Hey, gì? Ở đâu? Cái gì dưới? Gì đó? Hay hay là sao? Chú muốn gì nói đi. Sao chú? Này, tại sao anh không rời khỏi rừng vậy? Xuống đây coi. Ai đó? Ý anh là sao? À, khu rừng này không an toàn đâu. Xuống đây. Tốt nhất là xuống đây đi. À, cái gì vậy? Sao bắn nó? Hãy tránh xa chúng tôi. Sao lại bắn ổng? Không có làm gì đâu. Ủa sao bắn? Sao bắn rồi? Trời đất ơi. Ngồi đi. Come sit. Ngồi bên cạnh đống lửa một chút. Có thứ gì đó quan trọng chúng ta cần phải nói chuyện. Ok, em ngồi, xin lỗi. Anh cái gì không anh? Trời ơi, mình anh tù quá vậy. Alex, một cái người lạ dưới đó là một người rất là nguy hiểm. Anh không được nghe hắn. Tại sao anh nói như vậy? Có một một cái câu chuyện cổ xưa về về Sming, được tin rằng có một con hổ đã gọi là đã xử rất là nhiều người và đã chuyển biến đổi thành Sming. À. Ê. Nó có khả năng là khả năng sao? Giống như là để biến dạng cái hình dạng giống như con người khác vậy và dụ họ để ăn. Huyền thoại nói nó có thể vậy. Nó có thể biến đổi thành con hổ ban đêm đấy. Đó là lý do tại sao nó đang cố dụ anh xuống dưới cái thang mà họ tin rằng con hổ không thể lên được. Thật là đáng sợ. Cảm ơn đã cảnh báo cho tôi.
Trời ơi anh đó, anh nói với em anh uy tín mà, em không tin anh gì cả. Thảo ơi. Rồi rồi Thanh đâu? Thảo với Thanh nha. Tôi nhớ câu chuyện vừa kể tối qua, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Tôi nên đi nhặt lại cái nấm và kiếm cái bẫy. Rồi. Chuyển cho cái bẫy xem. Trời ơi chú sao 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 núp núp vậy? Chào Alex. Đúng rồi. Ê, gì ta? Hello Diễm, con hổ mà nói thiệt mọi người nha. Hình như hồi đó chú có đồng của bài kinh á, là con hổ nó có thể giải giọng được tiếng con vật khác đó mọi người để đánh lừa mình á. Ừ. Nó mà giả sử mà nó mà giải dạng được tiếng người là rất là nguy hiểm luôn á. Rồi đi. Đi. Sao nhỉ? Đi. Đi. Đấy luôn, đúng. Đúng rồi, đủ 12 trái nha. Đủ 12 trái nấm. Nhưng mà sẽ đi kiểm tra cái bẫy xem có ai bị phát bẫy chưa. Đấy. Vẫn chưa thấy Thanh vào nhờ. Có ai biết Thanh đang ở đâu không nhỉ? Tôi nên kiểm tra cái bẫy trước khi trời tối. Ý nói chung là vẫn như vậy thôi. Rồi 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 trái nấm quý hiếm gì đâu? Bảo game game bảo mình lại đi đi tìm trái nấm quý hiếm mà sao giờ thành cái gì á mọi người? Thành game simulator luôn rồi. Nãy thấy Thanh vào cái ao ra rồi à. Rồi. Bởi tôi buồn em ghê luôn á. Rồi let's go mọi người. À, hiện con thỏ kìa. Đây. Ui, 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 ui. Hết hồn anh. Em sợ. Này Alex, anh có lấy được cái gì từ cái bẫy không? Có, đúng là con thỏ. What's with the... Cái gì mà siro trên áo anh vậy? Nó chỉ là từ con thỏ mà tôi săn được sớm trước đó. Ghê thật. Cái mùi gì kinh khủng thế, nó rất là kinh khủng. Tôi cần phải điều tra. Cái gì vậy? Quay. Chuyện gì xảy ra vậy? Thật là nguy hiểm, tôi phải nói bóp điều này. Tôi phải nói gì bóp thôi. Hurry. On. Ê, có khi nào cái đứa mà giả dạng con hổ có khi là cái thằng cầm súng bắn á. Cái gì vậy? Không xuống được. Không xuống được mọi người. Kìa ngay trước luôn. Bóp kìa nhanh lên. Trốn không? Quay. Giờ chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Nhanh. Mở tối tôi không thấy gì hết trơn mọi người. Quay. Đây là bóp hả? Đó là bóp sao? Quay cái gì vậy? Quay. Không hổ. Ôi, rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, rồi, xong. Vâng, hợp lý nha. Game hợp lý quá.
đợi xíu có gì tôi kiếm thêm game, tôi đặt chơi thêm game nữa đi, chơi game nữa ngủ nha, tầm 11:30 gì đó. Thử game này á. Mấy con hổ nhảy múa rồi mọi người.